Rồi, xin chào tất cả anh em quay trở lại kênh nhé. Hôm nay mình chia sẻ với anh em một số kinh nghiệm về về nuôi gà rừng con đó. Đây là mấy con gà của mình là gà lai rồi nhé, gà ép thôi, chứ còn gà rạc với gà F1 thì chắc là cũng hơi khó nuôi. Và nói chung là các bạn phải có kinh nghiệm thì mới nuôi được rạc với F1 nhé. Đó. Đây là gà của mình F2 F3 rồi, nói chung là cũng qua F rồi. Đàn gà này thì được gần 3 tháng rồi đấy, có một con to thì là được hơn 3 tháng một chút. Lớn hơn cái đàn gà này thì là 3 trống 5 mái. Thời gian đầu thì mình nuôi úm. Tức là khi mới nở ra là mình bắt ra đó, xong rồi bắt đầu là thì các bạn có thể là nuôi, các bạn có thể là ấp qua máy hoặc là ấp cho mẹ nó ấp được. Nếu mà cho mẹ nó ấp thì tốt hơn, tại vì nó đảo trứng rồi nó nhiệt độ nó đều hơn là cho ấp máy và ấy. Cho nên các bạn là thời gian đầu mình lấy con ra mình cho úm bằng điện á thì nó sẽ nhiệt độ nó sẽ tốt hơn. Mẹ nuôi nhiều khi nó mẹ nó ở ngoài ấy, nó không 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 kiểm soát được dịch bệnh với này mưa gió đó. Đây là lông mượt không, thời gian đầu thì mình cho ăn cám gà con đó, với lại mình nghiền ít đậu tương đậu lành á, nó cho nó ăn bổ sung thêm. Sau đó khoảng 45 ngày mình bắt đầu mình nhốt cho cái lúc gà con đó các bạn chú ý nha, ví dụ như là nó các bạn để bóng điện đó, tùy các bạn để bóng 60W được rồi, nó quay kín lại một chút. Nếu mà gà thấy mà gà nó mà nóng á thì nó sẽ tản ra, mà lạnh thì nó sẽ co lại. Đó, cho nên các bạn phải chú ý cái nhiệt độ trong chuồng gà. Nó chỉ cần vậy thôi. Còn ví dụ như ít gà quá, mình nuôi có một mỗi đàn khoảng 7 con đến hơn chục con thôi một ổ, thì mình không có cần phải tiêm phòng đâu. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn tiêm được, mà các bạn còn lâu không cần tiêm được. Bạn làm sao mà ủ ấm cho nó, nhiệt độ cho nó tốt là được, ăn uống sạch sẽ, nước thay thường xuyên, ăn đến đâu hết đến đó, chứ đừng để đồ ăn thừa nhá, đồ ăn thừa là không tốt đâu, nó bới nó vãi tung tóe ra cho nó bẩn. Thế nên các bạn chú ý một số cái điểm đấy. Vậy sau đó sau khoảng 45 ngày ấy, hơn một tháng là bắt đầu mình cho ra nắng dần dần đó, là các bạn nhốt vào lồng hoặc là các bạn chuồng của các bạn có thể là ví dụ như một nửa là ánh sáng, một nửa là các bạn quây kín, tức là khi nắng thì nó chạy ra ngoài nó tắm nắng đó. Mưa thì nó chạy vào trong nhà nó trú mưa, nhưng mà nhất thiết là tối là phải ấm áp nha. Thì tối mà nó lạnh này là gà sẽ yếu dần đó. Đó, số điểm mà các bạn cần chú ý đấy. Đó, sau đó các bạn dần dần là các bạn cho ra ngoài. Đó, sau khoảng 4-5 ngày đến 50 ngày các bạn thả ra được rồi. Thả ra vườn hoặc là thả ra cái chỗ rộng rãi, cây cối để nó bay nhảy. Nó khỏe mạnh, cái gà mà nhốt này thì nó sẽ không yếu lắm, nên nó dễ bị bệnh nữa, tại vì nó điều kiện của nó là phải bay nhảy đó, điều kiện của nó gà rừng mà nó bay nhảy, cho nên là nó để nó phát triển tốt cơ bắp và một số khác. Nếu mà gà nhốt nhiều quá là nó yếu, mặt nó tái, nó không được đỏ, nó không được đẹp đó. Cho nên mình nhốt này, nhưng mà mình phải để lúc nắng mình phơi nắng cho nó đấy. Đó, phơi nắng cho nó có ánh sáng thì gà nó sẽ phát triển tốt hơn. Các bạn thấy không, gà rất khỏe mạnh đấy.
phát triển đều, đẹp. Mà nào mà mình nuôi cao như này thì không cần phải phải chuồng trại, không phải dọn chuồng. Mà nào muốn nuôi thấp thì chuồng sạch sẽ một chút, nước thay thường xuyên. Đó, và nào thích thì liên hệ lại, mình sẽ để cho đàn này 3 trống 5 mái. Một con mái là hơi bự này, thấy không? Đó, mái này tại vì nó có lạc loài cái đàn kia, mình ghép vào luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhấn like và đăng ký trong kênh của mình nhé. Rồi, xin chúc các bạn sức khỏe và thành đạt nhé. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.